Ui, em ơi, đấy, hôm nay cho em ngồi ghế mà em xoay như vụ ơi, ơi, thích lắm, đấy, lùi. Thích quá con nhỉ, lại ngậm tay à, vẫn chưa quên được cái vụ ngậm tay à, đấy, đúng rồi, ấy, ấy, mệt lắm rồi, mỗi lần ngồi này cho ngồi 20 phút thôi cả nhà, mới, bây giờ bé được gần 5 tháng rồi. Được khoảng 4 tháng 20 21 ngày. Cho tập ngồi cho cứng cổ, cứng lưng đây mà vẫn thấy đung đưa lắm. Đấy. Đây chân thì chạm đất như này. Nó có cái chế độ cao hơn một nấc nhưng mà cao hơn một nấc thì chân nó không chạm đất cho nên là đây em đang cho ở tầng thứ nhất.베트남에서 이거 술 넣어도 돼요? 에이, 이거 술도 그... 넣어요? 안 넣어요? 안녕하세요. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì bố mẹ em hái lá ngải bán và cầm dao ra và cứ bụi cả ngải nào có thì cắt. Ngải ở đây thì rất là nhiều và ngon. Đấy. Ngải trên trời rơi xuống. Ở bên kia là có một cái máy cẩu họ đang đào như thế là họ lên luống đấy. Đấy, tí nữa bố mẹ ai xem sang xem là người ta đào người ta lên luống thế nào nhá. Kình phân nó rắc xanh ở ruộng kìa bố kìa. Tiếp chưa? Phân hay là cái gì ấy? Rắc xanh ruộng luôn. Lá ngải này thì ở bên Hàn Quốc họ cũng ăn và em đang bán là 7.000 won 1 kg, chưa tính tiền gửi. 7.000 won thì khoảng 140.000 Việt Nam đồng 1 kg lá ngải. Lá thì rất là non và ngon. Đây mọi người có thể thấy Nó đây. tự mọc đầy này. Nó mọc ở trên đồi như thế này. Lá non ngon lắm. Cứ đi cắt nó mọc hoang dã đầy ở đường nữa cơ. Mọc đầy ở đường nữa cơ. Thì Việt Nam mình cũng vậy mà. Việt Nam Nhưng mà ở ở Việt Nam là ăn nhiều hơn là người Hàn. Việt Nam mình thì ăn quanh năm nhưng mà người Hàn thì họ chỉ ăn vào mùa xuân này thôi. Tại vì cái lá ngải này vào mùa xuân thì nó non và nó ngon. bụi non này Một bụi non này cứ vậy là cầm dao xén thôi. Xén đấy ngọt không bố? Ngọt. Đấy, chốc nữa về thì Ngọt. nhà em cũng phải nhặt qua một lượt nữa chứ không phải cứ thế này mà gửi cho người ta. Nhặt Nhưng mà công nhận là ngọn nào ngọn đấy vừa mập mà vừa non vừa ngon. đồ. Người thấy ngải này không có lông đâu nhá, ngải này là ngải non đấy, ngon lắm. Ở nhà em hái về xào ăn mà ngọt, không đắng, mùi rất là thơm. Bố thấy ăn ngon không? Ngon mà nó không đắng như cả ngải Việt Nam. Ở đây khí hậu nó lạnh nên là nó không đắng, ăn nó ngọt ngọt. Còn thời tiết nó mà nóng gắt lên một tí thì nó mới đắng mọi người ạ. Ngải này nó mọc to lên thì khoảng tháng 6 là đắng, đắng lắm. Đắng cũng không ăn nổi luôn. Đấy, bố em cắt tí được một đám to. Cho vào túi ra xong rồi buộc lại, đem về tủ lạnh để cho nó lạnh đi xong rồi mới đem đi gửi mọi người ạ. Vậy thì nó mới tươi, nó mới ngon được. Một bạt rau ngải như này. Ngải này là mọc tự nhiên nhé mọi người nhé. Và cái ngải này bên này họ cũng phải cắt, phải hủy đi chứ không thì đến mùa hoa nó mọc xong rồi nó lại rụng hoa ra, nó nở rất là nhiều. Đấy, bố mẹ em có mỗi người một dao, xén một lúc thì được chục cân mẹ nhây. Ở Việt Nam mình bây giờ lá ngải bao tiền cân rồi mẹ? Việt Nam 10 năm 20.000 1 kg. Bây giờ mình giờ đến mùa nhiều thì 10.000 một cân. Chắc vậy, ở Hà Nội thường thì mua cứ 5.000 7.000 một bó lá ngải cũng được nửa cân mọi người ạ. Lá ngải ở Việt Nam mình thì cũng rất là nhiều người trồng tại vì nhu cầu ăn lẩu gà này rồi ăn hàng ngày cũng rất là nhiều. Lá ngải mà hái thường xuyên thì nó cũng sẽ không có đắng. Tuy nhiên thì những cái lá ngải tự nhiên mà để một thời gian lâu không hái rồi nó già đi thì nó đắng. Rau này nó non thì nó sẽ ngọt và ngon. Bố mẹ em sang để học hỏi kinh nghiệm xem là người ta trồng như thế nào. Ruộng này đá gọi là nổi giống như là ngoài bãi biển luôn. Họ rắc cái bột gì màu xanh ấy. Chắc là rắc hay kiểu lân để cải tạo đất không biết. Ở đây là cái máy mà bây giờ họ đang cào đất đây ra sẽ cho mọi người xem luống họ cào như thế nào nhé. Đây là luống. Đây luống làm này cũng rất là đẹp đấy mọi người ạ. À. Luống nó làm to to như thế này xong bắt đầu trồng cải thảo. Không, người ta trồng cải thảo đấy. Cải thảo hoặc bắp cải à. Đấy, nó có bốn cái que vậy nó đi. À giờ người ta nghỉ, người ta không làm nữa, đang giải lao. Ôi, cày có một tí buổi sáng mà được một mảnh to chỗ này khoảng 3 sào đấy. 4 sào ấy nhỉ?
lên luống đều đẹp. Chứ còn đá nhiều thế này thì làm gì có cái máy nào lên được luống ở chỗ này. Ngoài cái loại máy này thì không ở đâu, không loại máy nào làm được. Vậy cho nên là những cái vùng đồi núi này nó có những cái máy riêng. Phần nó rắc xanh ruộng này mà, phân này người ta rắc bằng máy đấy. Chứ còn không có tay đâu mà đi rắc phân này đâu. Bằng tay dùng người mà rắc hết cái mảnh này thì cũng khối công. Nhìn thấy thấy thích không? Nó mới cho bồi rồi. Thích nhỉ? Mẹ thấy cái máy này bao giờ chưa? Lần đầu tiên thấy ở đây hả? Cái này mà ở Việt Nam mình mà trên khu Cao Bằng mấy Lạng Sơn ấy nhỉ, khu vùng núi ấy, người ta trồng ngô đấy. Tức là làm luống này trồng ngô quá tiện mà đỡ phải mất sức người. Mỗi tội là trên đây núi nó dốc quá ấy. Nhưng mà cái này ở trên núi dốc là cũng làm được bố ạ. Cái này nó đặc trưng là những cái núi dốc ấy người ta cũng làm được hết. Nó cái máy xích ấy nó đi được hết. Núi mà thoải dốc dốc là nó vẫn nằm được hết. Thế là ở trên này họ toàn thuê cái máy này thôi, cũng không rẻ đâu nhá. Thuê cái này cũng ví dụ như một cái ruộng này thuê là bao nhiêu tiền đấy, trả cục ấy, giống như kiểu khoán ấy. Nhiều tiền lắm. Một lần làm đất là cũng khối tiền. Vậy nên là Việt Nam mình mà ở trên vùng núi mà làm trồng sắn ấy, trồng ngô nhiều ấy, mua cái máy này về xong rồi đi làm thuê cho người ta, mẹ thấy thế nào? Được không? Thật đấy, nó phải đông chứ nhỉ. Công nhận đấy, có vài nhà thì sắm cái máy mấy tỷ thì đến làm bao giờ mới được tiền. Đấy. Mỗi làm có khoảng, đúng rồi, cái chỗ này làm chắc tiếng hết. Tiếng hết cái ruộng này cả nhà. Nhanh lắm đấy, một lần đi 4 luống cơ mà. Thật sao? Lên cái dốc kia làm sao bố? Dốc đồi kia mới lên luống được. Đồi bạc ngàn nữa này đấy, dốc đây kia. Mấy cái đồi này toàn quay máy này làm thôi chứ có đã ai sức người đâu, có cái máy không, có cái máy nào làm được luống ở đây hết, tại vì đá rất là nhiều, đá sỏi quá nhiều, tất cả những cái máy khác nó nảy hết rồi, nó hỏng máy, chứ còn cái này nó to nó mới trụ được. Nó bằng cái cục sắt nó mới chịu được đá, chứ còn bình thường cái chân ấy nó bằng sắt cái bánh răng đấy, nó cào kình lắm, phê nhỉ, thích nhỉ, nhìn ấy muốn mua nhỉ, ứ có tiền. Thôi đi về nào, đi lên đồi nào, đi làm tiếp cả nhà, lại lên đồi nhà em, lại lên đồi thôi.